Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông thổi nên về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh miền Bắc cũng khá mát mẻ, với mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai dao động trong khoảng 25 cho đến 28 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Sang ngày mai, toàn vùng đều có nắng, về trưa chiều cảm giác oi nóng, có nơi có nắng nóng, khi nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong đó, nắng nóng chủ yếu tập trung nhiều hơn ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng từ sáng đến chiều muộn và có nắng nóng, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, ban ngày trời cũng có nắng nhưng cường độ không mạnh bằng các tỉnh phía Bắc. Về chiều tối, khả năng cao có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều mai ở khu vực này dao động trong khoảng 32 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh. Do vậy, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và dông, với thời gian mưa chủ yếu xuất hiện về chiều và tối. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ ngày mai ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều không cao. Cả hai khu vực đều có chung mức nhiệt là 28 cho đến 31 độ, chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục là vùng có thời tiết ổn định, gió Tây đến Tây Nam thổi với cường độ yếu, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, kèm theo đó là mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong khi đó, ở khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.